Minh Tú trải lòng sau khi gặp tai nạn ghi hình, Khâu Hơn 10 mũi xuất hiện với vết thương ở cằm tại người ấy là ai? Minh Tú có những trải lòng về sự cố bị flycam cắt mặt khi tham gia chương trình truyền hình thực tế. Mới đây, Minh Tú xuất hiện với vai trò khách mời tại chương trình Người ấy là ai? Với gương mặt bị thương phần cằm khiến khán giả lo lắng. Chia sẻ về vết thương của mình, nữ người mẫu cho biết đây hoàn toàn không phải vết thẹo do đụng cằm hay dán mụn mà vì cô gặp tai nạn. Trong quá trình tham gia chương trình truyền hình thực tế ngoài trời, trong lúc Minh Tú tham gia một game show, vô tình một flycam chém trúng phần cằm. Tính tới thời điểm hiện tại cũng đã được 3 tuần và Tú cũng đã lành lặn rồi. Khi xảy ra sự kiện đó, thực sự mình rất là hoảng loạn. Gương mặt đối với con gái rất là quan trọng, huống chi đối với một người làm trong giới thời trang và nghệ thuật như mình nữa. Lúc đó mình không biết tương lai sau này mình sẽ ra sao, lúc đó mình khóc rất nhiều. Sau đó mình đến trạm xá cầm máu, sau 2 tiếng về đến thành phố Hồ Chí Minh, mình đến bệnh viện thẩm mỹ để may lại vết thương. May 3 tầng khác nhau và tổng cộng hơn 10 mấy mũi kim, Minh Tú chia sẻ về tai nạn ngoài ý muốn. Bên cạnh đó, nữ người mẫu cũng giải bày thêm về việc cô rơi vào nhiều trạng thái cảm xúc và khóc nhiều. Minh Tú đã dành thời gian cho bản thân, tắt điện thoại và mạng xã hội để nhìn nhận lại mọi việc vì trước đó cô suy nghĩ. Tại sao có quá nhiều chuyện không hay xảy đến cùng lúc với mình? Cảm ơn sự hỏi thăm, những lời chúc, đồng cảm và yêu thương của mọi người. Hơn hết, Minh Tú không nghĩ là sẽ nhận được những chia sẻ, đồng cảm và những câu chuyện của mọi người gửi về và chia sẻ với Minh Tú. Cuối cùng, chúc cho chúng mình sẽ luôn vượt qua những bất như ý trong cuộc sống, luôn tích cực, vui vẻ, yêu thương và vạn sự như ý nhé, Minh Tú nhắn nhủ thêm. Minh Tú sinh năm 1991, đoạt giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2013. Trở nên nổi tiếng sau khi thành công chinh phục danh hiệu Á quân Asia Next Top Model 2017. Năm 2018, Minh Tú đại diện Việt Nam tham dự tranh tài Hoa hậu siêu quốc gia vào top 10 kèm danh hiệu Miss Supranational Asia. Minh Tú là người mẫu sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ tại làng mốt Việt Nam. Cô là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước, nhận được nhiều sự tín nhiệm từ các nhà thiết kế. Đồng thời, cô còn được biết đến là huấn luyện viên mát tay trong lĩnh vực đào tạo Hoa hậu, là người huấn luyện kỹ năng catwalk cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Người đẹp sinh năm 1991 cũng là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò huấn luyện viên, khách mời cho một số chương trình truyền hình giải trí. Trong đó nổi bật là các lĩnh vực về người mẫu như The Face. Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Minh Tú còn sở hữu kênh podcast cá nhân, xoay quanh các chủ đề về cuộc sống, mời các khách mời chia sẻ về các câu chuyện khó nói, truyền đi thông điệp cảm thông. Trong loạt series của mình, Minh Tú cũng lần đầu tiết lộ tình hình sức khỏe sinh sản của bản thân không ổn định. Cô được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu bệnh lạc nội mạc tử cung cách đây 2 năm. Người đẹp chia sẻ, lúc đó, Minh Tú đã 30 tuổi và rất quan tâm đến việc có con. Khi bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh lạc nội mạc, tôi còn không biết đó là bệnh gì. Bác sĩ nói bệnh lạc nội mạc khiến khả năng có thai ngoài tử cung cao, khả năng thụ thai khó. Khi đón nhận tin đó, tôi rất buồn và stress vì vốn thích em bé. Minh Tú trải lòng thêm về quyết định đi đến chia tay với bạn trai ngoại quốc. Bạn trai tôi lúc đó đã 40 tuổi, anh luôn mong có một gia đình nhỏ. Tôi suy nghĩ tiêu cực là mình không thể làm điều đó nên để anh tìm người khác phù hợp. Sau một thời gian trao đổi qua lại, tôi mới dám nói sự thật về bệnh tình của mình. Bạn trai tôi là người dễ thương, anh nói chúng tôi có thể nhận một người con nuôi.